Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các thanh niên bày tỏ tình cảm bằng bài múa đậm chất nam nhi khiến các thầy cô khóc thét. 20 tháng 14 sắp đến rồi, giờ là lúc mà các cô cậu học sinh được dịp trổ tài, đồng thời bày tỏ tình cảm với các thầy cô. Vào dịp này, mỗi người sẽ có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Có người sẽ tặng quà, tặng hoa, hát chúc mừng. Còn nhóm học sinh này thì thể hiện ngay bài múa chất như nước cất, khiến thầy cô hoang mang. Nghe thì giống nữ, nhưng nhìn thì chỉ thấy giống nam. Cụ thể, một nhóm học sinh nam đã trình diễn một bài múa chúc mừng ngày 20 tháng 11 trên sân khấu, làm khán giả vỗ tay ầm ầm vì quá là thu hút. Anh em xem xong video, ai cũng phải trầm trồ vì sự đáng yêu của các bạn học sinh. Dù là con trai, nhưng các bạn vẫn hoàn thành xuất sắc và trình diễn với phần uốn éo rất chi là nam nhi của mình. Một số cư dân mạng đã vào bình luận như sau. Khi 20 tháng 11 nhưng lớp lại toàn là con trai. Trừ một điểm không giống Vin nhá. Cho xin miếng đáng yêu nào các bạn ơi. Anh em nghĩ sao về màn trình diễn này? Comment ngay cho TV Chan biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhá.